Cựu chiến binh của tất cả các tỉnh ấy. Dương mà không báo cho chúng cháu biết. Nhưng tôi báo rồi chứ. Có báo rồi ạ? Nhờ người báo rồi. Báo ra. Vâng. Chúng cháu không biết. À thế à, tôi không sao đâu ạ, không biết không sao. Nói chung là anh em mình giờ vậy là mới biết mà. Vâng. Cũng đặt vấn đề về cái báo chí một tí thôi mà. Nội dung về liên quan về báo chí của mình thôi. Vì chúng tôi qua người đến đây rồi mà. Chỗ hôm anh Thái anh Chín để tôi gọi anh vào. Bác tôi đề nghị ra này, chúng tôi hỏi tại sao lại gọi Hoàng Thất Long là hà đạo? Là nói chúng tôi thờ bác là hà đạo, thờ ai là chính xác? Tôi vẫn gặp chủ của cái người mà cầm cái vòi bút mà viết không đúng sự thật ra đây để trả lời trước nhân dân là như thế nào là tà đạo, mà thờ ai là đúng, phải trả ra đây trả lời trước nhân dân để cho nhân dân coi biết. Người cao tuổi thì phải viết cho nó xứng đáng là người cao tuổi, cây cao bóng cả thì phải để cho con cháu học tập chứ. Bác cái nên rồi đấy ạ. Vâng.
cái nội dung của báo Người Cao Tuổi ấy. Mà anh đứng cho tôi nói một tí ạ. Bởi vì thế này, các anh đã viết về Hoàng Thiên Long, chúng tôi gọi tôi là tà đạo khi tôi đến đề nghị các anh vẫn ra đăng tiếp. Đấy, cái nội dung nó là như thế. Cho nên là chúng tôi đến đây tôi hỏi các anh thôi. Anh cho cái người mà đăng cái bài báo để trả lời trước nhân dân này xem là tà như thế nào, tà đạo. Không những không thay đổi mà lại còn viết tiếp cái bài báo hiệu ứng lần sau. Nói láo đi, chúng tôi chứ anh nghĩ tôi là người... Vâng, không. Cái bài báo này tôi phải dám nói đây để nói láo. Quá láo luôn, này bảo bác Hồ là tà đạo thì quá láo. Các bác hơn chục người nữa lên tụi em. Trên này các bác là 1, 2, 3, 4, 5. Không còn bà đây. Vâng, đây không nói bệnh mà đây là nói thật. Mày các bác bà đi. Nhân dân chỉ nói sự thật thôi chứ không có... Hơn chục người ra lên. Sai sự thật. Và ở đây các bác đứng cứ trật tự thôi nhá. Không cho vào cái này. Ai có đơn thì các bác cứ chuyển lên trên này nhá. Bạn vào đi, bạn vào đi. Yêu cầu vào tòa soạn là các bác xếp hàng có lần lượt ạ. Đúng rồi. Vâng. Nghĩa là bây giờ đến đây mà không được trình bày ngay thì dân ngoài kia người ta lại làm ồn ào lên, nó thật ra như thế. Nó mình mấy tỉnh thì chúng tôi chỉ có đại diện một tỉnh thôi. Thì thôi tôi đại diện cho tất cả các tỉnh cùng một câu hỏi thôi. Đấy ạ. Thế thì tôi anh cho phép là trình bày trước một tí, rồi uống nước, không cần uống nước nữa. Không, chúng tôi nông dân, chúng tôi không cần uống nước đó. Thật sự là làm thì sáng chưa người đồng, không cần nước thuốc gì cả. Thế báo cáo với anh là nhà báo. Không, bây giờ các anh thì vào. Báo cáo với anh này, chúng tôi anh ơi, anh vừa làm việc vừa nghe trình bày được thôi. Không, cái tờ, ý tôi nói là cái tờ báo Cao Tuổi của anh chín anh đến biết rồi. Các anh đăng là nói bà Điền là y là thị, mà bà Điền là đại diện chúng tôi, là người cứu chúng tôi khỏi bệnh, chúng tôi có người sắp chết khỏi mà tôi, mà người ta là người công dân tốt, anh thấy tôi nói đúng. Mà bà ấy là một công dân tốt, anh gọi là y là thị thì tôi hỏi các anh đúng hay sai với pháp luật? Và Hoàng Thiên Long chỉ có thờ Bác Hồ mà các anh gọi là ta đạo thì các anh gọi đúng hay sai? Tôi hỏi các anh mỗi câu rồi anh trả lời ngắn gọn, nặng chúng tôi lúc ngay. Không. Lập tức đi ngay, không được anh trả lời. Đã còn lành anh ơi, xin lỗi anh nhé. Đây không phải là anh hỏi như thế, không phải là báo chí. Ở đây bài sai cái gì các anh viết theo dòng có nội dung gọi y gọi thị. Hôm nay chúng tôi không? Tôi xin nói là ở đây các anh nói không đúng, ảnh hưởng nhưng mà sao cũng chị người đứng dậy nói phải có người nói người nghe thế, tại sao một người ta nói sai chị cũng đang nghe rằng là bác nói nó không là đâu, bác nói là ở đây chúng tôi mà tôi không trả lời câu hỏi, bác ghi vào đơn và chúng tôi nhận đơn nước bác đơn ấy rồi đấy là không đơn ấy rồi, chúng tôi có đơn anh nói không trả lời chị nói thì nói rồi không chị này, bây giờ chị là nhân viên chị cứ làm đi, nếu chị không làm được cơ quan của chị chắc chắn thì còn bây giờ đơn chúng tôi gửi rồi. Đơn gửi tới cả bờ cụ thể rồi. Chúng tôi đang thực hiện quyền chứ không phải là không gửi đơn. Chị đốc vào chúng tôi phải chờ biết rồi. Tôi là đề nghị các anh trả lời tôi câu hỏi đó. Chúng tôi thì là bà con. Đây chính là anh chị nói anh gửi đơn và anh nói như thế nào báo các anh mà chưa gửi đơn. Chị gửi đơn như nào thì anh. Đấy anh chị bày đi. Khi bà con ở bên ngoài lại về. Không ấy thì bà con ngồi trật tự không có được. Không được. Ở đây là có ba cơ quan là ủy ban quốc gia này. Chúng tôi đều là nhân dân. Chúng tôi được quyền tự do tín ngưỡng mà các anh chỉ động đến thì chúng tôi phải hỏi. Không. Đến đây các anh trực tiếp thì phải hỏi. Tôi nêu câu hỏi này. Không phải đứng câu hỏi được. Thế thì thật là chúng ta trao đổi với cái gì đó giữa hai bên chúng ta thì trao đổi rất thỏa đáng thôi. Nhưng mà xin mời bà con không mất trật tự đâu. Bà con không mất trật tự rồi. Chúng tôi trật tự đây. Cái nơi đi lại của cơ quan mất trật tự chúng tôi không ấy. Cái hội viên chúng tôi không. Anh ạ. Theo quy định đấy, bởi vì ở đây là. Xin mời anh ngồi xuống đi. Không phải xin mời anh ngồi nào. Vâng. Cơ quan như tôi mà lại anh xin mời. Tôi là người báo nha. Tôi là cũng là đại tá đây. Chưa với bác cũng hay gì này. Chứ tôi nói tôi chỉ thắng binh nhất chứ. Không, chứ tôi nói đây. Chứ là chúng tôi chỉ là dân cây mà. Không tá gì ở đây tá. Không được tá cho nên không phải là không nên nóng vậy ạ. Bác chúng ta là người sao cũng không nên nóng. Tại sao anh đi chúng tôi bằng 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 ngồi xuống. Anh biết cái sơn mà anh chỉ trỏ. Thế chỉ trỏ đâu được tôi, chỉ trỏ mấy chưa tôi nói với bác. Chính vì bác đêm. Anh em cứ bình tĩnh đi, mọi người nói chuyện với ta. Anh ngồi xuống đi. Bây giờ tôi có ý kiến trước này. Thứ nhất là các anh các chị là đến đây có ý kiến về bài báo của tòa soạn đăng về đạo Hoàng Thiên Long đúng không ạ? Đúng rồi. Và nói rằng là trong bài báo đấy có một số những cái chi tiết không đúng. Đấy, thì bây giờ như này về mặt luật báo chí thì các anh các chị cứ làm đơn và gửi ở tòa soạn sẽ có trách nhiệm
giải quyết, và nếu như tòa soạn không giải quyết được thì vẫn còn có các cơ chế về Ban Tuyên giáo Trung ương, về Bộ Thông tin Truyền thông để cho các anh phản hồi. Đấy là ý kiến thứ nhất. Cái thứ hai là bài báo đấy chỉ viết về đơn thuần chủ điện là bà Điền. Thế và về mặt nguyên tắc về luật báo chí, chúng tôi chỉ làm việc với trực tiếp với cái nhân vật của chúng tôi thôi. Còn tất cả các chú, các bác, các anh, các chị chỉ là những con nhang đệ tử của cái đạo đó, hoặc là như thế nào đó, tôi cũng không rõ lắm. Chị không rõ, chị không được nói nữa mà chị. Không nói. Bây giờ tôi xin lỗi chị như thế này. Không, về mặt... Mẹ không rõ thì không phải nói được. Xin lỗi chị, Còn nếu như các chú, các bác, anh, các chị muốn thay mặt bà Điền thì phải có giấy ủy quyền của Điền chúng tôi mới làm việc. Đấy, đấy là rõ ràng như thế, về mặt luật nó quy định như thế và chúng tôi cũng làm đúng như thế. Còn nếu như chúng tôi viết bài về đạo Hoàng Thiên Long có cái gì sai và các anh, các chị gửi đơn lên và nếu như chúng tôi sai thật thì chúng tôi sẽ phải chịu kỷ luật. Nó có cái cơ chế làm báo đâu, có phải chúng tôi thích viết cái gì, chứ không thích làm cái tôi gì. Tôi ý kiến với chị một tí nhá. Chúng tôi là những người dân các tỉnh về đến đây, có khi 500, 600 cây số chúng tôi về đến đây, không phải chúng tôi về để chơi. Một điều thứ nhất là chúng tôi đến tòa soạn này, một là chúng tôi gặp tổng biên tập, hai là gặp chính cô Hoàng Trang, chứ còn tất cả các phóng viên khác chúng tôi không gặp. Đấy. À, tại sao lại... Xin phép chị cho tôi được hỏi. Là nếu như chị nói rằng là phải bà Nguyễn Thị Điền phải có đơn từ hoặc là giấy ủy nhiệm thì các chị mới tiếp chúng tôi, nhưng xin thưa, nên bà Điền không phải là một tổ chức, cho nên bà Điền không có giấy ủy quyền cho ai cả, mà đây là lòng dân chúng tôi đi theo con đường này và thấy con đường tâm linh này là con đường chính đạo và con đường thực hiện đúng cho mình để khỏi bệnh, khỏi bệnh, khỏi tật và được tất cả gia đình hạnh phúc. Thế mà trong bài đó lại dùng từ là tà đạo là một, thứ hai nữa là dùng cái từ giáo chủ, rất mong cái đặc tính của kim hiệu là nó như thế, là nếu như ta là người cao tuổi mà ta dùng những cái từ như thế thì con cháu ta sẽ nghĩ gì về ta. Thế cho nên tôi đề nghị các chị là phải cho chúng tôi biết, thứ nhất, tại sao lại gọi Hoàng Thiên Long là tà đạo, vì nơi đấy chỉ thờ Bác Hồ và thờ tất cả các anh hùng dân tộc. Đấy, là một cái sự linh thiêng nhất, sự tôn thờ nhất mà bây giờ tất cả dân Việt Nam ta đang trở về với cội nguồn mà lại nói đó là tà đạo, thì chúng tôi hỏi rằng nhà báo này dùng từ như thế nào. Hai nữa, bà Nguyễn Thị Điền, bà ấy chưa phạm pháp một cái gì, bà không vi phạm luật giao thông, không vi phạm tất cả những gì. Chúng tôi đến đó là đều là những con người có ý thức, có đạo đức và có tư cách của người công dân, chứ không phải chúng tôi là những người trợ búa hay hỗn láo như thế nào. Đấy, mà các anh các chị dùng cái từ ở trong đấy là tà đạo là không được. Thế cho nên chúng tôi yêu cầu các chị phải cải chính ngay những cái từ đấy cho chúng tôi, thì người dân chúng tôi với thỏa mãn cái tấm lòng. Và đây là tất cả những yêu cầu của người dân tạm thời đại diện cho 63 tỉnh thành. Thì đề nghị các chị cho chúng tôi những câu nói đó. Cho anh bán đỡ đã điểm mở trong cái việc này nhé. Những phần báo của các chị biết nội dung đây có nhé. Thế thì đây chúng tôi rất tử tế phân biệt lên đây để làm việc, gặp các chị đã nhận cái mà kiến nghị của tập thể, mà sau các chị xem xét xong không biết như nào, tôi chỉ có nói là tôi cho cả địa chỉ của tôi, cho cả bản thân tôi, nếu cần thì tôi gặp để trao đổi để các anh về cái tờ báo các anh viết. Thế nhưng mà hoàn toàn tôi chờ ngày lọ chờ ngày kia không thấy gọi đến. Rồi đến lúc khi tôi gọi điện đến thì tự nhiên các anh tiếp tục trả lời những cái bài báo như thế này. Thế thì tôi nói cái gì có phải có sự thật. Người chúng tôi là người thật, việc thật. Mà đã người đã đến đây đã trình bày một chi là có nguyên nhân lý do chúng tôi có muốn đến đâu, anh em đến đây đâu làm gì. Để cho mất việc. Thế nhưng vì như thế anh em bà con đã bức xúc khi người ta xem tờ báo này, của ngày 26 này. Đây tờ báo hàng ngày 26 này nói với chị là nói cả ba tờ báo và cuối cùng kết luận của tờ báo nhé. Thế thì bà con người ta phải tiếp đến đây thì ta nói. Thế còn tôi nói như này này, riêng tờ báo này tôi nói các chị,
Tôi nói vấn đề riêng chúng tôi ngày xưa không được ăn học, nó khác. Nhưng các chị được ăn học, coi người dân không là cái gì. Các chị viết những tờ báo tôi nói, dùng những từ ngữ, nói thực ra tôi không dám nói quá nữa nhé. Phải dùng những từ ngữ như thế nào? Tại sao trong cái bài số 1 các chị nói như thế này? Thì đây tôi hỏi xem là như thế nào nhé. Cái bài số 1 của chị viết đấy, mở đầu tờ báo. Tôi nói để cho các chị... Thôi bây giờ không, như này, để không để lại, không được. Không, không dài đâu. Thế thì... Chưa hiểu, chưa hiểu. Không, để tôi phải dẫn nhá. Chú một tí, là như thế này. Tất cả những bài báo bên báo người cao tuổi viết ra đều được đã được duyệt qua rất nhiều lớp và đã đưa ra công chúng. Thế nếu bây giờ nếu các chú, các cô, các anh, các chị nếu thấy cái gì nó không hợp lý, cái gì nó không đúng thì các anh các chị cứ làm đơn. Và nếu như báo không giải quyết đáp ứng được yêu cầu của các chú, anh, chị, các con có cấp cao hơn, báo trên đầu của một tờ báo còn rất nhiều vòng kim cô nữa. Thế, là... thế cho nên là các anh các chị cứ nói này, đây chúng tôi không làm đơn. Mà tôi đến đây xin hỏi tờ báo là các anh các chị được ăn học mà không ít lắm các anh đấy nó nói không rõ ràng là không cãi nhau mà đây chúng tôi xin hỏi cái tờ báo đấy thì chúng tôi xin hỏi rồi hỏi cái tờ báo này các anh các chị biết tờ báo hộ là ta đã đúng hay sai chúng tôi không làm đơn chúng tôi là không làm đơn không biết tay mình làm là ai này cãi nhau dân này đến bài báo đó trước tiên từ dân người ta bức xúc người ta kêu đến thì phải giải trình cho dân hiểu bây giờ không chúng tôi không giải trình mà chúng tôi sẽ cứ có đơn từ chúng tôi sẽ giải quyết tôi hỏi ra cho chị thôi không phải là cái canh ở dưới canh người ta cấp dưới là bảo cái gì canh cái gì ký cái đồ người ta làm người ta chỉ làm đấy nhá tôi xin phép là cả nhà tôi nói là nhá tôi luôn tính là chị là cấp trên của nhà báo Hoàng Trang đúng không, vậy thì nhà báo Hoàng Trang đi viết cái gì về chị cũng cứ đăng đúng không, nó viết thờ Bác Hồ là ta đạo cũng đăng mà chị bảo chị không biết tôi gì tôi ở đây tôi không tranh luận với anh, tôi cũng không giải thích nhiều, chúng tôi không chị bảo nói xong Bác Hồ là tà đạo báo đây, nhưng cũng có rất nhiều thứ người ta lợi dụng là cũng có, còn cái việc này nhưng đây không phát hiện là cái gì là cái lợi dụng vâng, thì bây giờ các anh cứ gửi đơn mà tôi đã nói không, tôi không gửi đơn, tôi hỏi đã hỏi các anh chị đã rồi sau khi đơn tôi gửi rồi vâng thế bây giờ tôi gửi đơn rồi đơn tôi gửi rồi đơn rồi nhận rồi không có hồ lắm mà cứ nói đơn đơn thế nào tôi nói với cô là đằng sau Bác Hồ là cái gì thì tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều về các đơn từ chị mở mồm thì nói đơn thế đơn thì người chủ đơn đây gửi đây tôi chỉ nói một cái điều như thế này chị ơi ai đưa cho em nói một câu như thế này ghi là một điều cái chỗ này này tôi đã nói một cái điều với rất nhiều người với rất nhiều cán bộ người ta đều công nhận tôi nói là đúng. Hoàng Thiên Long là gì? Đằng sau là gì? Việc của cán bộ của Trung ương. Nếu như Hoàng Thiên Long là tà đạo thì Đảng và Nhà nước Việt Nam phải chịu trách nhiệm với dân, chứ không phải dân chúng tôi chịu trách nhiệm. Dân chúng tôi đâu có quyền lợi, đâu có cơm no áo ấm, đâu chúng tôi thấy nó nghiêm chỉnh, nó có những cái điều nó uy nghiêm thì chúng tôi theo, chứ chúng tôi bằng đây tuổi đầu chúng tôi không phải là cái dạng vớ vẩn vớ đâu mà chúng tôi theo đấy. Đấy là một điều mà hôm nọ cũng thế, tôi được công an tỉnh mời đến, tôi cũng nói một điều, họ bảo là thế các chị thờ Bác Hồ đằng sau Bác Hồ là gì, đằng sau Bác Hồ là gì, các anh ăn cơm sân mặc áo đạc đấy là việc các anh, không phải việc chúng tôi. Chúng tôi cũng rất muốn các anh đi dẹp những cái chỗ nào nó không đúng, nhưng các anh phải tìm hiểu xem cái chỗ nào đó là đúng, cái chỗ nào là sai, chỗ nào là thật, chỗ này là giả, chứ không phải là dân chúng tôi lườm lượp kéo đến điện Hoàng Thiên Long mà để đến vớ vẩn như cái chị Hoàng Trang viết đấy thì chúng tôi chỉ hỏi mỗi cái điều như thế. Thế mà chỉ có một điều chị Hoàng Trang về đấy vớ vẩn mà chị nói láo mà các anh chị đã tin rồi. Chúng tôi về đấy, chính tôi đi từ năm 2010, tôi không mất một đồng nào, không ai lấy của tôi một đồng nào đòi hỏi cái gì mà chị Hoàng Trang chị nói là đòi 500.000 tiền quy. Đấy là một cái nói láo chứ không phải nói thật. Mà chính ở Hoàng Thiên Long, cái khu vực xã Hồng Quang cũng chưa ai xử lý gì bà Điền. Thế mà lại nói rằng là ở xã đó xử lý dẹp trật tự, đấy là hoàn toàn nói láo. Thế nên các anh các chị không tìm hiểu, mà các anh các chị mang tính là tiếng nói của Đảng và Nhà nước. Bây giờ chị cứ tất cả những cái điều mà báo bài báo đúng tôi đã nói mà Hôm nay chúng tôi phải ở đây, chính tôi ở biên giới đây, tôi giáp với Trung Quốc đây, chứ không phải là ở gần đây. Không phải chúng tôi đến đây để vớ vẩn 500-600 cây số tiền xe, tiền tàu chúng tôi đến đây. Thế thì tôi chỉ mong là hôm nay các anh các chị nghe và giải thích để cho dân chúng tôi hiểu. Vâng, thế tôi bây giờ chỉ có ý kiến một tí như này. Chị đứng lên. Theo cái ba cái số báo của người cao tuổi thì nói là
tà cần phải dẹp bỏ tà đạo Hoàng Thiên Long. Thì tôi nói như thế này, riêng bà Hiền không tổ chức cái gì cả mà được chờ bác Giáng Linh thì chữa bệnh cho dân. Chúng tôi là những người dân bệnh tật, cho nên là chúng tôi là người tự do tín ngưỡng mà. Thì vì chỗ nào là đúng thì chúng tôi theo, chỗ nào mà có lợi cho dân thì chúng tôi theo. Không có lý gì mà bây giờ là mười mấy năm trời mà bây giờ dân không phải, ai cũng lừa được dân đâu. Dân chúng tôi tuy rằng là văn hóa rất thật ấy, thế nhưng mà cái gì có lợi cho dân thì đáng nhẽ là cán bộ phải làm. Thế nhưng mà đằng này lại cho là nơi thờ của bác Hồ lại là tà đạo. Mà bà Điền mà có tổ chức gì đâu, bà có không cần gặp ai cả. Nhưng đây là cái lòng ham mộ của chúng tôi, đến đấy linh bác ở đấy chúng tôi lễ và chúng tôi khỏi bệnh, vậy thì dân chúng tôi theo thôi, chứ còn không phải là cái gì cả. Thế nhưng mà đây ba tờ báo chúng tôi bức xúc vô cùng. Vì sao cho nên chúng tôi mới lên đây để hỏi chị Hoàng Trang xem là chị đã điều tra gì về điện Hoàng Thiên Long, sau cái điện Hoàng Thiên Long là cái gì. Cũng như chị này nói, đó là việc của chính quyền chứ không phải việc của ai cả. Vậy thì bây giờ phải dân người ta đi, vì sao phải hỏi dân người ta, vì sao người ta lại đi đông thế. Càng cấm càng ngăn thì người ta lại đến càng đông. Vậy thì rõ ràng là trong cái đó nó phải là có cái gì. Có người nói là về điện Hoàng Thiên Long bà Điền bà ấy thôi miên, nhưng kỳ thực ra bà Điền không gặp bất kể một ai cả, chỉ lên lễ bác xong xuống về, còn không nói chuyện với ai cả. Vậy thì làm sao mà bà ấy có thể thôi miên được, cứ nói phải đứng trực tiếp với nhau thì thôi miên được. Chứ còn thì bây giờ bà không cần gặp ai cả nhưng vẫn đến, thì vậy thì nhà nước phải nghiên cứu cái này. Và nhất là người cao tuổi, chúng ta phải lên nói rằng là chúng ta phải nghiên cứu cho thật đầy đủ thì hãy thật lên nói lên báo. Tại vì báo là gì? Báo là pháp luật của nhà nước. Mà bây giờ để lên một bài báo như thế này thì tự dưng là nó mất cái tính chất của những người cao tuổi chúng ta đi. Vậy thì chúng tôi đại diện cho những người cao tuổi mà được Điện Hoàng Thiên Long của thầy Điền chữa cho chúng tôi khỏi rất nhiều bệnh, cho nên chúng tôi tôn sùng như vậy. Thì tín ngưỡng của chúng tôi đề nghị là nhà nước phải được phát huy cái này cho chúng tôi theo pháp luật của nhà nước ấy, hiến pháp và pháp luật của nhà nước ấy, chứ không phải chúng tôi tự động mà đi được nhé. Cho nên là đề nghị là như vậy, chúng tôi cũng chỉ có là vài ý kiến vậy thôi. Tôi báo cáo tôi cái này là báo cáo với các bác thôi, tôi xin lỗi các bác vì thế là tôi cũng được lên chỗ anh gọi là anh cũng được vì cán bộ của Trung ương Đảng mà có trẻ tuổi mà anh cũng hùng điệp ở trên ban tiếp dân của Trung ương Đảng và anh cũng được trả lời tôi rồi. Bây giờ nó thật ra là anh mới trả lời thứ nhất là chỗ bà Điền không có gì sai, và thứ hai là chúng tôi đến đó là không có gì là sai, hoàn toàn tự nguyện và điều đó không phạm pháp. Và chỗ anh Nguyễn Văn Hòa, chuyên viên của bên ban tôn giáo chính phủ cũng trả lời Việt Nam không có tà đạo và không có đạo đạo. Đấy là hai câu chốt yếu của cơ quan chính phủ của đứng đầu nhà nước mà tôi nói trước mấy cái hình đây. Thì các anh chị nên nhớ là khi tôi nói sai, tàu số 8 sẽ lập tức cào ngay. Thì các chị nên nhớ để chúng tôi nói chuyện nốt. Bởi vì chị cũng không tiếp xúc lắm, bởi vì chúng tôi đến đây chúng tôi không làm đơn, không kiện cáo, mà chúng tôi chỉ hỏi nhỏ nhẹ là hỏi. Thứ nhất là hỏi tổng biên tập, vì lý do này, cái bài báo của nhà báo Hoàng Trang đã viết ra là tà đạo, nhưng có một bài của ban bạn đọc, nếu như chúng tôi không gặp được tổng biên tập, chúng tôi chỉ gặp phó tổng biên tập mà không có gặp trưởng ban bạn đọc đã đăng những cái bài đó, các bác đã thẩm định chưa, các anh các chị đã thẩm định những lời nói đó chưa. Thế các anh chị mà cứ đăng rồi sai đâu người chị thì chắc người ta bảo các chị chui xuống hố, chị cũng xuống, đúng không? Người ta đang gọi bác Hồ thờ ông là tà đạo. Anh đừng nói thế, chị nói là có quyền làm đơn với kiện lên trên. Tôi đây là tôi chỉ hỏi thôi. Tôi hỏi các anh vậy thì cái tờ báo này như thế này là đúng hay sai, về tính tôi nó hay nó to, hay chị thông cảm nhé. Cho nên là câu hỏi thứ hai là thờ bắt là tà đạo, thờ bắt là sai thì là ai là đúng. Và câu thứ ba là ngoại các anh ở trong ban phòng ban bạn đọc, những cái ý kiến của ban bạn đọc là các anh Đức Hương, Đức Huyết gì đấy, Hương Yên đấy, anh đã nói phản ánh đã đúng chưa, tờ báo đã về thẩm định chưa, hay nếu nay mai chúng tôi cũng đưa một cái ban bạn đọc của tôi cũng viết về chỗ bà Điền tốt như này, bao nhiêu người khỏi bệnh các anh có đăng không, anh đăng cho anh Hương liệu có đăng cho chúng tôi không. Đấy là tôi nói quan điểm của những người đọc và với tòa soạn thôi, chứ chúng tôi không đơn kiện, không cảnh cáo gì nhé. Đấy tôi hỏi vì tính hơi to thì thông cảm, và gọi là dân nói ngoài đầu nó to để vào đây thì cũng thông cảm với tôi, giảm chết áp rất nhiều rồi. Thế cho nên là vì tôi chỉ hỏi câu thứ nhất là vì Hoàng Thiên Long tôi là anh đưa cái ảnh cho các chị xem, chị thờ bác Hồ, vậy thờ bác Hồ mà các chị Hoàng Trang nói là tà đạo
Vì vậy thì thờ ai là chính đại? Thôi thôi anh nói thế nào là đại không cho nói hỏi nỗi chuyện rồi. Bởi vì cái này là nhà báo được đào tạo, gọi thế nào là tạo. Bây giờ tôi nhá. Anh nói đấy, hỏi ba câu hỏi nói. Bây giờ tôi nói như này nhé. Bây giờ tôi nói với anh thứ nhất là anh không có quyền để hỏi rằng việc chúng tôi làm báo và chúng tôi có ai trượt hay không hoặc ai viết như nào. Chúng tôi ở đây là cơ quan nhà nước và chúng tôi làm việc là có trách nhiệm đàng hoàng. Chứ không phải anh đến đây mặt sát cơ quan báo chí bảo là người ta bảo viết cái gì các chị cũng đăng thì chúng tôi xuống hố à? Thì đúng thế. Tại vì nếu cái gì chúng tôi cũng đăng thì chắc là chúng tôi không ngồi đây tiếp anh được. Và cơ quan chúng tôi sẽ không tồn tại được như thế này. Đấy là điều đầu tiên tôi phải khẳng định như thế. Cái thứ hai là tôi vẫn nói rằng luật báo chí quy định rằng nếu như bài báo của chúng tôi có điều gì sai thì các anh có quyền làm đơn và kiến nghị. Cái thứ ba là nói rõ ràng với anh ở đây, chúng tôi không nói gì đến tất cả những người là đi theo đạo và nhờ đạo chữa bệnh, chúng tôi không nói đến vấn đề đó. Chúng tôi chỉ nói đến cá nhân của bà Nguyễn Thị Điền thôi, của bà Điền thôi. Và về mặt tư cách pháp nhân thì chỉ có bà Điền mới có thể kiến nghị đến bài báo đó. Còn không ai có quyền kiến nghị cả, bởi vì chúng tôi chỉ nói đến cá nhân của bà Điền thôi. Thế còn cái chuyện khi mà chúng tôi nói đến cá nhân bà Điền và những cái việc nó ảnh hưởng đến coi như là của bà Điền và cũng như là các vấn đề về chính quyền xã hoặc các thứ như thế nào thì chúng tôi đều phải có người đi điều tra và chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm lời nói của chúng tôi trước pháp luật hết. Chúng ta đều sống có hiến pháp và pháp luật, chúng ta đều điều chỉnh được pháp luật điều chỉnh hết. Cho nên rằng nếu như chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và luật báo chí nó quy định như thế. Thế và đây, hôm nay tôi tiếp các anh các chị chẳng qua là gì, là bởi vì các anh các chị bức xúc quá và các anh các chị đến đây có ý kiến hỏi. Còn kể cả một là hỏi và hai là việc phóng viên viết bài hoặc là cộng tác viên viết bài phải trực tiếp đối thoại dân, luật báo chí không quy định điều đó và luật báo chí còn quy định rõ ràng rằng cơ quan báo chí phải bảo vệ cái người viết bài đó và cơ quan báo chí sẽ đối thoại với dân chứ không phải chúng tôi không có việc gì mà phải cử phóng viên và tất cả những thông tin về phóng viên chúng tôi được quyền giữ vững và được quyền bí mật. Thế cho nên giờ rõ ràng và như này bây giờ tốt nhất là như này. Thì hôm nay chúng tôi là ngày ra báo của chúng tôi, chúng tôi rất bận. Thế bây giờ các bác đến đây nếu như có đơn có từ gì thì các bác gửi lại đây, chúng tôi nhận đơn và sau đấy thì mời các bác về cho. Và theo luật báo chí người ta quy định là đến ngày này tháng này chúng tôi phải trả lời đơn cho dân. Nếu không trả lời các bác có quyền kiện lên cấp trên hơn chúng tôi. Đấy như thế. Vâng, đây xin chị các bác thôi. Các anh cho em một cái lời này. Thế này. Thế bây giờ chúng tôi đưa cái bài ban bạn đọc cho các bác coi. Bác gửi lên đây. Vâng, rồi lấy hỏi lên đây. Ông chị cho tôi xin hỏi câu này. Chị nói rằng đường sau của những phóng viên là được các chị nhà báo bảo vệ đúng không? Được tòa báo bảo vệ. Những cái cộng tác viên đấy. Thế thì chúng tôi hỏi các chị nói rằng thầy Nguyễn Điền là người chúng tôi tôn thờ mà các chị đúng đúng cái thầy thì những người dân Hoàng Thất Long chúng tôi có phải ra để can thiệp vào không? Không, không, bởi vì sao? Chị trả lời tôi cũng nói thế. Bởi vì sao? Tờ báo của chúng tôi là các phóng viên của chúng tôi thì luật báo chí nó quy định chúng tôi làm đúng theo luật đấy. Còn việc các chị là những người theo đạo đó, chúng tôi không phản đối gì các chị cả. Cái đấy là tự do tín ngưỡng, các chị muốn đi theo thì đấy là việc. Vâng, nhưng mà xin lỗi chị, thế là khi chúng mà tôi các chị biết về bà Điền thôi. Vâng, khi các chị đụng đến thầy Điền, tức là đụng đến chúng tôi, đụng đến người dân Hoàng Thất Long. Về mặt tư cách pháp nhân, chị làm sao mà chị lại liên quan đến chị lấy giấy tờ gì để chị nói với tôi là chị là ảnh hưởng? Em là người viết được lần thì thủy nhân chứng đây, hôm nay em ra trực tiếp đến đây, đúng không? Thì thầy Điền cũng phải có nhân chứng chứ. Các chị viết báo, viết tên, em hỏi. Bây giờ nhá, bây giờ tôi nói với chị nhá, các chị là với thầy Điền nó mối quan hệ nó khác, còn chúng tôi ở đây chúng tôi là cán bộ của tòa soạn này đúng không ạ? Chúng tôi là cán bộ của tòa soạn này, chúng tôi là phóng viên của tòa soạn này thì về mặt tư cách pháp nhân giấy tờ đầy đủ chúng tôi là phóng viên, còn các của các chị thì ở đấy nó chỉ là một tổ chức thôi và chúng tôi cũng không can ngăn cản gì việc các chị đi theo, cũng không ngăn cản gì việc các chị coi như là lấy tự do tín ngưỡng của các chị. Và chúng tôi cũng không động gì đến việc là các cái chị đi theo đạo đó như thế nào. Không, không cấm là các chị đừng đi theo này. Không cấm là em đi từ đây mà ra đến đây, em là Thủy Mỹ An đây. Em muốn hỏi chị như thế này này. Các chị nói là cần đến bà Điền thôi. Đơn là chỉ đến gọi đến bà Điền đúng không? Đúng. Em trong báo của người cao tuổi có viết đến em. Em là nhân chứng. Hôm nay em ra đây để trực tiếp hỏi nhà báo. Thì chị lại viết đơn. Đúng không? Không, để em hỏi đó. Em hỏi chị, nếu theo luật của báo chí, có được chụp lén sau lưng không? Cái gì sao lại chụp lén sau lưng? Thì để em hỏi chị đã.
tất cả những cái gì, tất cả từ bởi vì chúng tôi không làm cái gì là chúng tôi không đưa lên tờ báo cả. Được rồi, luật và chị thấy nó quy định như thế và những cái bức ảnh như thế. Không có ai làm hỏi chị. Báo chí theo luật pháp có được ghi hình, ghi âm không? Ghi âm rộng không? Chúng tôi vẫn phải làm cái việc của chúng tôi. Đúng rồi, nhưng mà khi tội thành danh, khi tội thành danh các bác mới được đưa lên báo chí. Chúng tôi đã làm gì phạm tội đâu. Chúng mà các bác đã đưa lên báo chí mà trong đó báo người cao tuổi đã trực tiếp gặp em chưa? Gặp mợ em chưa? Mà tại sao lại còn bôi nhọ chúng em? Đây là theo luật. Bây giờ là nhân quyền là các chị đã sai. Thì chị trả lời dân đi, em là nhân chứng đây. Bà điện thoại lên em là chị trả lời đúng hay sai thôi. Chị trả lời đi đúng hay là sai. Đúng hay sai thôi. Bà tôi chỉ bảo chị có ra điện chị thông báo có em. Rằng là có em nếu như trong báo báo ghi chị. Thì chị cứ làm đơn, chị gửi đây. Chị ký tên, chị gửi vào đây. Chúng tôi giải quyết tất, không có vấn đề gì cả. Nếu chị bảo rằng là báo trong đấy chi tiết có những điều gì sai, nó liên quan đến chị, riêng bản thân chị cứ làm đơn, chị gửi đây. Rồi, rồi, rồi. Hôm nay chúng tôi làm đơn nhiều rồi. Chị này hỏi cái đơn của anh. Làm đơn của anh. Làm đơn xong, cái phòng văn bản đọc biết là chị cổ hài. Anh nói cái chuyện đó. Chị ơi, 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 của từng thành viên trong đoàn và đặc biệt là chị nói là không để chúng ta báo sớm nốt cái này đã. Tôi cũng xin chị cái tên tuổi. Không để tôi trả lời nốt cái này về cái tên cũng không cần đưa cái tên đâu, chỉ có cái này mà tôi cần cái này. Giải quyết cái gì về cái tên này? Cái tên của chúng tôi. Thì vừa rồi tại sao không có tên ạ? Bởi vì đưa tên đâu? Tên đầy nhà chị ơi. Tôi là anh đây. Là cái cô Xuân, phó trưởng phòng phóng viên. Cùng với anh ơi. Anh ơi. Bây giờ trước khi làm việc thì các bác yêu cầu chúng tôi phải xưng danh, xưng tên. Đúng không ạ? Đúng. Vậy mà các bác không cho tên, các bác không với tư cách gì để đến đây? Chúng tôi có các bác không ủy quyền tôi. Thôi, không ủy quyền tôi lợi của bà Hiền. Bà quyền ở đây rồi. Anh ơi, tại vì anh không xưng danh cho tôi, không phải đưa tên cho anh. Nếu chị này bảo tên tôi đưa anh. Chúng tôi xưng tên rồi anh ạ. Anh nói như vậy là mình tán là sao không xưng danh. Anh vào đây các bác cho tôi lên. Không bảo tôi lên. Anh đứng đây và chị nói khổ. Để chị này thì bảo các bác cho tôi lên. Tôi không biết. Thế thì đề nghị anh để bác sĩ đưa bác sĩ làm việc đi. Anh nóng là không được đâu. Anh nói thế là không được. Anh ở đây chúng tôi bức xúc. Anh vào tòa soạn anh làm việc anh nóng là không được đâu. Mỗi một thành viên trong tòa soạn chúng tôi có quyền tiếp. Đúng không ạ? Thôi để tôi trả lời anh. Anh nói đi. Anh cứ nói đi. Chú Hoàn ơi. Tại sao chúng ta lại có yêu sách đội yêu sách kia mà chúng tôi không được quyền hỏi? Đây có yêu sách gì? Để chị làm việc đi. Người trưởng đoàn giải quyết ở đây thì anh. Tôi là anh cứ tôi tôn trọng chị này. Bởi vì anh không phải là người giải quyết được. Mười người. Yeah. Hơn 10 người không là người trưởng đoàn giải quyết được. Thôi anh còn thôi. Từ lúc đó anh nói cái gì? Anh đi đứng đây hay dịch. Đề nghị các anh nói. Tại sao lại hay dịch? Tôi nói nhà mà hay dịch. Bởi vì chị nói cái gì? Anh nói cái gì? Dân anh nhà thì hết. Sao lại đối chứng nhau với chủ cái nhà? Chị nói là chị là đối chứng. Tôi xin tên tuổi. Tập trung vào. Tôi sẵn sàng. Nếu sai, tôi không sẵn sàng. Nói với anh. Đứng vào. Tôi nhận cái này. Sau khi tôi phát hiện được tờ báo này, thế thì vừa rồi tôi chỉ có trả lời như thế này. Các chị bảo không có đơn thư là sai lầm. Có đơn của bác rồi. Có đơn rồi. Cô cũng công nhận. Không chị đừng anh đừng nói theo. Quá là để cho người nói của mình nghe. Thế thì bây giờ tôi nói này, bản thân tôi nhá, mang đơn gửi cho tổng và phó biên tập, mà không phải là đơn đại diện của nhiều nơi ký tập thể, nhưng về tòa báo coi không cái tập thể nó không làm cái gì cả, mới đăng ra cái bản này. Nhé. Rồi.
con ra. Tại sao chúng tôi sẵn sàng chúng tôi đến đây cơ mà, để trao đổi về cái tờ báo ở đây viết. Cứ chúng tôi cũng không làm mình đáng, nếu anh không đăng cái này thì không có chuyện như thế này. Chứng bản thân chúng tôi rất khiêm tốn, đơn tập thể 108 người ký đại diện cũng toàn người bạn đầu cả. Nhưng tôi bảo là các anh nghiên cứu và mời tôi đến để tôi cùng trao đổi với các anh, không thể. Coi là khinh người dân tôi mà thôi. Còn gọi là công dân chín này rồi thế nào thì tôi chả công dân Việt Nam thì tôi cần hưởng đồng. Thế rồi viết cái chuyện mà rất là ấy trong cái này. Thế thì cái ý thì tôi phân tích đấy là cho chị và trong trụ sở báo để chúng ta biết được cái vấn đề. Cái thứ hai, vừa rồi chị nói là này, về nói về Ba Điện, các bạn không? Nói về Ba Điện, đây là chị toàn bộ báo nói về Ba Điện. Chúng tôi chưa tranh chấp cái sai đúng Ba Điện. Chúng tôi đúng hay sai chúng tôi tranh chấp. Nhưng tôi là người dân, nhá, mà cũng không chắc ăn học thì không bằng các chị và ở đây được. Nhưng tôi nghĩ rằng một tờ báo như thế này, nhá, thì tôi nghĩ như thế nào đấy? Cần dẹp bỏ tà đạo Hoàng Thiên Long. Nếu như các chị mà đề như thế này tôi chấp nhận. Nhưng vô hình các chị đã bôi xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi lại mai kể cách quảng trường này rồi cũng thế à? Thế thì bây giờ tôi nói với chị này này, chúng tôi là những người tâm linh thờ cờ treo ảnh bác, tại nhà tu gia không phải đi đâu cả. Đấy là tâm của tôi nghĩ quy ở nhà. Nhưng tâm gì thì tâm phải có chơi, có chỗ rót xuống để chúng tôi biết đường lối và chúng tôi đi. Thì chỗ Bà Điền là cái lời trời giáng linh cho Bà Điền dẫn dắt chúng tôi đi. Chúng tôi cũng chả phải lên Bà Điền làm gì nhiều, mà chúng tôi thờ tại nhà. Thế nhưng tại sao tờ báo mà viết này, tôi nói như ngay như nước ngoài thôi, các cụ người không đi đây người ta bảo ôi giời ơi tôi chết rồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tà đạo. Thế thì tôi hỏi rằng là vô tình tòa báo đã để cho những kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhá. Đấy tôi chỉ nói ngắn như thế thôi. Thế còn về phần này chị này, thực tế ra thì anh em mình thì các chị đi làm việc chúng tôi nghỉ hưu chúng tôi thế thôi, chứ như không bao giờ muốn mình như thế này. Thế thì bây giờ cái phần này chị vào lấy thì em là lấy các chị cũng là xem trong cái cách chữ viết và hình ảnh là cách quảng cáo. Cái hình ảnh là quảng cáo, tôi nói vô tình. Bây giờ nước ngoài nó bảo tôi chết rồi, cái nước Việt Nam này ông chủ tịch này là tà đạo. Thế thì tôi nghĩ như thế nào? Thế thì tôi chỉ nói sơ bộ là chúng tôi có trình bày đơn và có người thật việc thật là tôi muốn gặp tòa báo và nhất là trưởng tòa báo. Với tôi không thèm nhá, trong cái báo này này tôi không thèm gặp nhà báo biết đâu, không biết đâu. Nhưng mà lại tại sao đăng của tôi là tôi yêu cầu phóng viên làm gì mà tôi phần gặp những người cấp trên của phóng viên, tại sao viết ra cái tờ báo này để cho biết nhá. Chính bản thân tôi gửi cho ông Hoa và ông ấy là phó hai bạn, cứ tôi có yêu cầu gặp phóng viên mà tại sao nói là tôi không bao giờ đi đăng cho ai nhé. Thế thì cái phần này là các chị rút kinh nghiệm khi đăng là phải nói đúng cho nó chuẩn. Cứ còn vì đăng vâng vì các già trong nhất thiết khi phải nghĩ rằng là trong nhất thiết thì người ta phải có cái để cho cái nó sâu đậm nhá. Thế thì bác nói, thế thì bây giờ các bác là ở bên làm báo này, chúng tôi đến đây chắc là từ trước đến giờ mới cái sự việc này của các chị lần đầu tiên các bạn còn chưa bao giờ cả. Thế còn chị nói là về Bà Điền hoặc bà đúng như nào, tôi chưa cần phải sai xóa lại nhưng rồi rất riêng về cái phần này xóa bớt đi là quá sai. Thế thì cái này thì tôi cũng cần phải cháu đã nói mình cũng đầu rồi. Và hai nữa là thực ra mà nói ấy, thì về mặt quy định của luật ấy thì họ nói rằng là không đơn nỗ lại kiến nghị tập thể ý đơn là không hợp hiến là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đơn của các chú hoặc là của các anh chị ở đây gửi lên. Ủa thế sao lại không cả tôi? Thì không thì bây giờ cháu mới nói luôn với chú rằng đơn của Bà Điền mới là đơn tòa soạn cháu phải xử lý. Thế là nói đúng chính xác là như thế, bởi vì Bà Điền là nhân vật chính ở trong này, chúng cháu không nói chuyện đến các về mặt tự do tín ngưỡng, chúng cháu chỉ muốn nói đến việc là của Bà Điền thôi. Thế, và như thế này thì chỉ có đơn của Bà Điền gửi lên đây tòa soạn mới có trách nhiệm phải trả lời. Đây là luật báo chí quy định như thế. Luật báo chí quy định như thế và chúng ta đều làm theo luật hết. Thế chúng ta đều làm theo luật hết. Thì hôm nay nếu như có đơn, có từ và có người đến đây thì tòa soạn sẽ có trách nhiệm là giải quyết.
còn các cái vấn đề khác, chẳng hạn như là các anh các chị đi theo tín ngưỡng ấy, chúng tôi không bao giờ không tự do tín ngưỡng, chúng tôi không can thiệp. Thế nhưng chúng tôi chỉ đến thôi. Thế cho nên cũng mong là các anh các chị rằng nếu như có cái gì đấy bà Điền bà ấy cần kiến nghị hoặc là gì, hoặc nếu không bà Điền bà ủy quyền cho một mình chú hoặc là ai đó đến đây tòa soạn sẽ làm việc. Thế thôi. Rồi, tôi trả lời câu này nha. Anh chị tôi không quen bà Điền một tí nào. Anh chị này, để tôi nói ra. Anh chị nói. Không, để tôi nói này này, vì phần này này. Thôi không, anh không nói này rồi, anh chị này. Không. Anh nghe em. Ủa chị em. Xin lỗi nha các chị nhá. Chúng tôi không quen bà Điền. Chúng tôi chỉ đến đó với vái bà vái cho khỏi bệnh cho nó về thôi. Còn các anh chị mà không nói với chúng tôi là có nói rất nhiều nhá. Vì tôi xin lỗi, tôi chỉ tay. Bởi vì chỉ tay cái thói quen. Các anh chị nói này nhá. Vận động tất cả các chính quyền vào cuộc để xóa. Đến xóa chúng tôi, nhà chúng tôi những người theo tâm linh của chúng tôi thờ đúng như các chị anh các chị này, một lô nhà, một ảnh bác và một lá cờ, thêm cả lá cờ đảng nữa là tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và những người công nông liên minh đã ngã xuống trong mảnh đất này mà làm nên cho chỗ chúng ta ở đây mà chúng ta làm này tự do ngày hôm nay, có cơm ăn áo ấm mà hiện nay chúng ta là ăn hoan mặc đẹp. Đấy là những người của chúng tôi mà các anh các chị đã đụng đến, chứ không phải là đụng riêng bà Điền. Và bà Điền bà chả cần thiết đấy, các anh chị về đấy cứ làm gì làm. Tại sao 13 năm nay mà lại để cho bà Điền bà làm cái tà đạo thì nhà nước phải có tội trước, đúng không? Đúng. Sao phải mượn các anh các chị nhà báo đây để ra tay nọ kia các cái xong rồi ban bạn đọc nhiều không ban bạn đọc ở đây. Các anh các chị tôi phải nói là đây chỉ là một hội người cao tuổi, cũng là một hội quần chúng chứ không phải một cơ quan của nhà nước, mà các anh các chị ra lời kêu gọi phải dẹp ngay cái này, không để cái nọ bao nhiêu người bị lừa và bị chúng tôi các anh các chị, cái hàng ngũ tôi đây mới là đại diện mỗi tỉnh, nếu có một hai người thôi. Các anh các chị xem tôi đây liệu có đủ thông minh đối chất với các anh các chị không, hay là chúng tôi những người mê muội bị lừa đấy. Tôi hỏi các anh chị chỗ đó mà yêu cầu các anh chị trả lời tôi thì đã biết thờ Bác Hồ đây, anh đưa cái cảnh cho anh chị nhá, thờ Bác Hồ như thế mà gọi tà đạo thì thờ thế nào thì gọi là chính đạo, đúng không? Hay là các anh thờ Trung Quốc hay là thờ chữ Nho như này các thứ thì mới là chính đạo. Xin lỗi các anh đấy, các anh tôn vinh chữ nước ngoài. Và chúng tôi không thờ chữ nước ngoài chỉ để ngoại giao. Đấy, tôi đây tôi dám nói to mà các anh thấy nếu như tôi nói sai một cái gì trong đó, đơn thư chúng tôi đều có, tôi gửi tay các chị. Sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, và tôi bị còng phòng khoáng tám cũng như các anh chị viết sai là pháp luật chị. Nhưng đây rõ ràng các anh các chị viết đến chúng tôi mới hỏi. Đây, chín mấy thái đến đây anh mới có hỏi, đòi hỏi bằng phóng viên nó các anh viết luôn như thế, phòng ban hoạt động. Nếu không có chị không đối chất, tôi xin phép được gặp các anh trưởng ban của phòng ban hoạt động. Tôi xin hỏi thôi, chúng tôi không kiện cáo gì cái gì. Chị đến. Cuộc sống giờ chúng ta tranh luận vấn đề này. Riêng về cô thì giữ cái lý là bà Điền phải đến đây. Tôi được kết thế này. Bà Điền bây giờ chính là linh của bác. Nói như thế này thì có thể ta riêng cô đấy, hoặc là những người không đi theo tâm linh Bác Hồ như chúng tôi thì coi như là huyền thoại, hoặc là coi như ảo tưởng. Nhưng chính Bác Hồ ứng vào cho bà Điền để nói ra cho quân dân thì chúng tôi theo bác, và chúng tôi hầu như những bệnh nhân đây khỏi bệnh về đấy chỉ có 30.000 thôi, đặt lễ thôi rồi vái bác rồi về, chứ không phải làm sao cả, mà có người phải bế vào, phải khênh vào, không đi được khớp mà vào lễ bác ba vái đứng lên ra về lấy cái linh thiêng chưa. Thế cho nên muôn dân 63 tỉnh thành chúng tôi về đấy, già trẻ về đấy. Thế thì bây giờ nói về tâm linh thì mỗi người hiểu theo một cách, nhưng mà xin nói với anh các anh các chị trong tòa soạn thế này này, thế kỷ 21 này bác nói cho bà Điền nói cho dân chúng tôi nghe rồi, thế kỷ 21 là ta tu tại gia, nhưng các anh các chị đây là tôn kính Bác Hồ thờ thế kia thôi, chứ còn cái bác nhang chính thức thờ bác bây giờ không phải là cái loại bác nhang kia. Bác nhang có chữ đại nó ra mới thờ bác, và phải là quy lên Bác Hồ mới có linh, chứ còn đây là tôn kính thôi, ai cũng tôn kính Bác Hồ. Thế tại sao làm biết như thế thì hôm nay chúng tôi mục đích đến đây là như bác Cường nói, đến đây không phải kiện cáo mà muốn làm rõ để các chị hiểu, để tất cả muôn dân viết về đây, mà chúng tôi những người đi theo Bác Hồ viết về toàn phạm đây là cái ông chính của đưa là đang như thế là sai, là phạm với bác, phạm lỗi với bác thì phải sửa sang cải chính, và nếu mà một cách nghiêm túc nữa đấy, tôi nói cô ấy, một cách nghiêm túc nữa ấy, là phải về tại điện Hoàng Thiên Long mà bái tạ bác, xin lỗi bác thì mới được tha. Nói về tâm linh, bác nói thế này, sắc không vô lượng, ai nói viết cái câu tà đạo đây thì người ấy sẽ chịu cái quả, chịu hình phạt của bác đấy, chứ không phải là hình phạt âm đấy,
nhiều người bị hình phạt không chết rồi, chứ không phải là mà thường đâu. Cho nên hôm nay mục đích của chúng tôi về đây là không làm cái gì rối loạn cả, mà đây tất cả cái này gửi lại cho tòa soạn, muôn dân viết đây, ở trong này mở ra xem, chứ không có cái gì là khác cả, không có cái gì là khác cả, mà chỉ muốn rằng tòa soạn nhận thấy cái rõ, cái đúng và xin lỗi bác, xin lỗi dân, đấy là cái mục đích của chúng tôi, chứ không có cái biểu tình, không có cái gì làm mất trật tự cả. Thế thì tôi ở Hải Phòng đây, tôi ở ngoại thành Hải Phòng, và tất cả hôm nay có 10 tỉnh thành có đại biểu về đây đều là mong muốn tòa soạn ghi nhận những cái ý kiến của chúng tôi. Thế chứ còn Bà Điền không thật sự là không có lôi cuốn, không có tự nguyện chúng tôi về. Thế đấy là một cái mà thật sự chúng tôi vô cùng cảm kích đối với linh của bác. Bác ra kinh ứng linh và cho đời Bà Điền viết ra kinh như chúng tôi đọc. Có một câu thế này, có những câu nhưng mà tôi nêu. Con xin ăn ở thật. Những người chúng tôi ở đây bây giờ lên đại điện Hoàng Thiên Long, tất cả giày dép đồ túi tắm ở hết ngoài nơi kia chốt ra quản nguyên, không mất một cái gì cả đấy. Thế thì chúng tôi thật thà đến mức độ như thế, không phải bảo vệ đấy. Thế thì đây là chuyện bác Hồ thì vui lắm, và thật sự chúng tôi về nhìn thấy ảnh thờ trong nhà là rất là vui, không thờ chữ Nho, không thờ Tàu nữa, không đi theo cái đạo Thích Ca, cũng đâu Thích Ca hết thời rồi. Thật sự là tôn vinh bác và về đến nhà thấy ấm áp lắm, chứ không phải là không đâu. Tôi nói một tí thôi xin phép tòa soạn nhé. Nhà tôi ma ngay ở trong đất, ban ngày thế này nó đuổi gà, khi thờ bác Hồ rồi không còn gì nữa, không phải cúng ngoài sân, không, gà khóe tất cả yên trí. Thế thì đây là bác thể hiện cho một cái mà tin bác. Tôi thì khỏi cần viêm được tất cái việc đấy. Bây giờ tất cả anh chị em ngồi đây béo coi như thế nào, tôi ban ngày ban đêm mưa nắng tôi lai đằng sau vô tư. Đây tôi năm nay tôi 74 tuổi rồi. Thế hôm nay là cái sự thật, hôm nay lên đây nói với các cô chú ở tòa soạn ấy, là dân đây là thật lòng để mong là tòa soạn nghiên cứu lại, là đấy là cái sai rồi. Xin lỗi bác Hồ, lên đấy mà xin lỗi và đính chính lại báo, chứ không phải là bác không phải là tà, bác không phải là tà đạo, mà Bà Điền không phải là giáo chủ là của công giáo, của các cái tổ chức lễ bái khác, bây giờ dần xóa hết, xóa chết những cái cũng chân ta u mê, cho nên thờ chữ tàu vái chữ tàu. Thế thì tàu nó truyền trước đây hàng 1.000 năm, nó nhiễm vào chân mình quá, cho nên bây giờ nhiều người thấy chúng tôi khỏe, chúng tôi đến bệnh viện nằm na liệt mà chúng tôi khỏe như thế này, đi liên ngang vào trong bệnh viện thăm người ốm mới thấy kinh khủng bệnh tật. Mà ví dụ tất cả trong đây là nhiều bệnh lắm mà nên lên lễ bác để khỏi, kinh sách đọc nên khỏi. Có người con dâu ở trong kia mà mẹ chồng gửi kinh vào cho ở miền Nam đọc, mà gửi thư vào cho mẹ là con đỡ nhiều bệnh lắm rồi, đấy là chưa quy. Và tất cả mọi người chúng tôi đây đều là có danh sách quy lên Hoàng Thiên Long là con xin quy, có 100.000 đóng vào tiền quy, thế rồi mua kinh sách về và thờ bác tôn nghiêm lên, thế là gia đình phải không đồng nào được thì thế trong. Thì xin nói cái thật thà với tòa soạn như thế, thì cái chỗ mà gọi bác tà đạo thật sự là phạm lỗi nguy hiểm rồi, chứ không phải là không đâu. Thế thì tôi xin phép tòa soạn tôi kể một tí cái này. Thôi bác, thôi được rồi. Bây giờ như này, tất cả những cái ý kiến của tôi thế rồi. Ai cũng có đức tin của mình cả, và ai cũng cứ việc theo đức tin. Và hôm nay thì chúng tôi cũng được nghe nguyện vọng của các bác, cũng như là lý do vì sao các bác theo đạo này, đúng không ạ? Đấy, tức là các bác có ý định như thế. Thế còn và cái việc là còn cái đơn thư ấy, thì hôm trước ấy, thì là bác gửi, thì là của ban bạn đọc, người ta xử lý và đã gửi cho lãnh đạo cao nhất của báo. Và còn cái việc lãnh đạo giải quyết như thế nào thì đấy là rồi ban bạn đọc người ta sẽ có trách nhiệm thông báo với bác. Thế còn ở đây là phòng phóng viên, thì tất cả những cái mà hôm nay các bác nói thì chúng tôi coi như ghi nhận và chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo báo. Đấy, để làm gì? Để chúng tôi báo cáo lãnh đạo báo còn xử lý như thế nào. Rồi là những cái đơn từ của các bác, cái gì bài báo viết không đúng, cái gì nó còn phải các bác cứ gửi đơn ở đây, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Đấy, còn cái việc là bây giờ đến đây chúng ta không phải đến để cãi nhau là tôi hỏi chị thế này, tôi hỏi chị thế kia. Đây là cái việc trách nhiệm chúng ta là chỉ vì cái chung thôi, chứ không phải là vì cá nhân ai. Cho nên rằng chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng là thay mặt tòa soạn báo ở cái vị trí là phòng phóng viên thôi, thì chúng tôi sẽ tiếp các anh, các chị, các cô, các chú, và coi như cũng nghe là để các anh, các chị trình bày cái lý do, cái nguyện vọng của các anh, các chị.
cũng như là cái phản hồi của anh chị đối với cái bài báo đó, và chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo tòa nhân dân cao nhất của tòa soạn. Thế và có chuyện gì thì ban bạn đọc người ta sẽ như thế nào thì ban bạn đọc sẽ phản hồi. Thì bây giờ cũng tôi cũng nói luôn là về mặt luật chúng ta phải bây giờ như này, xã hội nó có rất nhiều vấn đề, chúng ta phải lấy một cái làm chuẩn, đấy là luật. Chúng tôi chỉ làm theo đúng luật thôi. Chứ nếu như chúng tôi lại bảo là chúng tôi không phải thế này, tôi lại làm như kia thì cũng không giải quyết được. Ba đầu sáu tay thì xã hội nó lộn xộn lên. Cho nên cái gì cứ đúng luật là chúng tôi làm. Nếu như đơn của các bác gửi đến đây thì thực ra mà nói thì chỉ có tính chất để chúng tôi tham khảo thôi. Còn đơn để đủ tư cách pháp nhân để chúng tôi giải quyết thì chỉ có những người mà ở trong bài báo nêu lên thì chúng tôi mới giải quyết. Đấy là nói đúng theo luật. Chứ còn không phải là luật một xã hội đến hàng triệu triệu người, nếu như chúng tôi cứ giải quyết theo như này theo như kia, tất cả nó đã có một cái thanh tay đấy và chúng ta cứ phải đi theo như thế. Đấy thì đấy tôi cũng nói như thế. Thế này. Và cũng nói để cho các bạn. Xin các lời bác một chút nhá. Bây giờ này phải nói với bác như này về cái việc khám chữa bệnh này. Thì ai để hành nghề khám chữa bệnh đúng không? Bà Phú ở trên sông Công cũng được rất nhiều người mến mộ và cũng chữa rất nhiều, hỏi rất nhiều bệnh theo dân gian truyền miệng đúng không? Và dẫm lưng bà Chanh ở trên Vĩnh Phúc cũng chữa khỏi bệnh qua những cái bài hát cách mạng. Thế thì ở đây cũng rất nhiều tờ báo đề cập đến vấn đề đó đúng không? Chúng tôi không đả phá những bài hát cách mạng, chúng tôi không đả phá về cái chữa bệnh cho nhân dân. Nếu hỏi mà vấn đề ở đây là cái gì, nếu chữa bệnh làm đúng quy định của pháp luật nhà nước cho phép, cái đạo Hoàng Thế Long cũng thế, thờ Bác Hồ hay thờ gia tiên hay thờ ai, cái đó mỗi một cá nhân chúng ta có quyền lựa chọn đúng không? Chúng tôi không đả phá cái chuyện mà thờ cũng ai, nhưng mà hiện tại chúng ta có bao nhiêu những cái đạo chính thống và được công nhận đấy, còn những cái đạo nào mà chưa được công nhận. Còn bây giờ thế này là không ai cấm bà hoạt động cả, nhưng vấn đề là bây giờ này cũng lại quy định của pháp luật khi mà nhóm họ 5 người trở lên thì phải được pháp luật cho phép đúng không ạ? Bất thành bây giờ thường xuyên nó mất an ninh của địa bàn, người ta có đơn thư phóng viên để mới đấy, chứ chúng tôi không ở đây chúng tôi không nhằm là triệt hại ai, không nhằm hay là đả kích ai. Còn nếu xin lỗi bác là bác nói rằng nếu như chúng tôi mà vi phạm nên là có xúc xiểm với bác Hồ, chúng tôi bị bắt lâu rồi, tổng biên tập bị bắt lâu rồi chứ chẳng đến được chúng tôi đấy. Còn bây giờ thế này, nếu như các bác trong những quá trình tác nghiệp của phóng viên có vấn đề thì các bác có quyền trao đổi lại đúng không? Nếu như nội dung bài báo có vấn đề gì nữa chưa chính xác, nếu là nó chưa chính xác nhé, các bác có quyền trao đổi lại trên tinh thần xây dựng vì đất nước này, vì thể chế này đúng không ạ? Đấy, chúng ta không được phép, chúng tôi cũng không được phép làm cái gì ảnh hưởng đến Bác Hồ, ảnh hưởng đến cái quốc gia này đúng không ạ? Làm tờ báo không để đất nước nó êm đẹp hơn thì thôi, làm sao chúng tôi lại để xảy ra cái tình trạng nó lộn xộn hơn đúng không ạ? Nhưng cái việc mà các bác đến đây tôi cho là không cần thiết, không cần thiết. Mà lẽ ra cái này một nhóm các bác có thể đại diện đôi ba người, nhưng mà thế này, theo quy định của pháp luật các bác phải có giấy ủy quyền của bà Điền là đối tượng phải đánh trong đó. Vâng, như chị đây đấy, chị đoạn bác nói tôi theo bà Điền không đụng chạm gì thì cũng lại không đúng đấy. Chúng tôi nói với các anh rồi, chúng tôi chỉ đến đấy vái có ba vái để tôi khỏi bệnh đi. Bà Điền bà đuổi chúng tôi cơ, rất thật sự. Công an Hà Nam, tôi cũng công an Hà Nam xin lỗi anh, công an Hà Nam anh thích đại tá, anh ấy còn bảo tôi là bà Điền nhờ công an huyện Lý Nhân là dẫn dân về, nhưng dân ta cứ đến. Đấy là tôi đã hỏi anh Điền rồi, dân đến đấy là tự do, không có gì sai, tôi trả lời anh ngay từ đầu rồi. Cho nên là cái này không phải nói là tổ chức 5-3 người nhé. Cái riêng chữa bệnh thì bà Điền bà lại không chữa bệnh. Không để yên tôi nói, tôi giải thích cho anh hiểu anh. Cái này chúng tôi không, chúng tôi đến đó khỏi bệnh chứ không phải bà Điền chữa bệnh như cô Phú. Mà nói bảo báo cáo với Trung ương là năm 2004 là bà Điền đã có đơn thư đưa ra tới tổng thống nước mạnh bà Tổng Bí thư Nguyễn Minh Chiết rồi, Trần Hồng rồi, tất cả rồi, đưa hết rồi. Nhưng các anh trên Trung ương thế nào tôi không biết thì chắc là anh lờ đi. Còn cái việc báo này tôi không hỏi những cái việc nói xấu Bác Hồ gì, mà tôi chỉ hỏi các anh cho các anh định nghĩa thế nào là tả đạo.
và thế nào là tà đạo lạ, bởi vì nhà báo, tất nhiên nhà báo các anh viết chữ tà đạo thì tất nhiên là có một cái nội dung bà Điền vi phạm tới mức độ là tà đạo, đúng không? Và gọi bà Điền là y là thị thì tất nhiên là vi phạm tới mức độ nào? Thì tôi mới hỏi cái luật nhân quyền của ta còn giá trị không? Vì thế tôi hỏi cái vi phạm của báo rồi chứ tôi không hỏi vấn đề khác. Còn ban phòng ban bạn đọc đã biết gì về ông Đê ở Hưng Yên chưa mà bảo là mỗi một năm ông Đê mang lên hai lần, mỗi lần 500.000 cho bà Điền. Thì cái đó không có bằng chứng. Như vậy nhà báo mà lại nói không có bằng chứng thì ai tin? Tôi phải cắt miếng này, bác học này nhá. Là thế mà anh không trả lời tôi mà anh toàn nói vấn đề khác. Có vấn đề gì? Đúng không ạ? Đấy, tôi sẽ phải xác nhận, thậm chí xử lý. Đúng không ạ? Đấy là cái mà tôi phải nhận với bác. Đấy luôn. Còn tôi nói với bác này nhá, cũng lại một nội dung liên quan. Mang ẩn danh là yêu nước, đúng không ạ? Đúng. Có hàng vạn người đi bộ. Chính xác. Ở trên đường phố. Tại sao nhà nước cấm? Rồi. Đúng không ạ? Anh nào phạm luật thì anh chịu. Mặc dù là thế này nhé bác nhé, là cũng cho núp dưới bóng là yêu nước, núp dưới bóng là phản đối Trung Quốc. Đúng. Nhưng tại sao lại nhà nước lại cấm? Bởi vì không đúng với quy định của pháp luật. Tôi nhất trí. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì hiện tại cái đạo này theo bác. Không, chúng tôi không phải là đạo trên này này. Không phải. Không phải là đạo. Tôi trả lời nhá. Chúng tôi đã hỏi anh Nguyễn Hồng Đạt rồi, chúng tôi đến đó là tự do mà. Trước kia tôi nói là nếu mà bác Điệp mà trả lời cái gì, bác Điệp là văn bản ở đây. Rồi, còn đây này, nếu như chúng tôi sai, các bác có quyền gửi đơn lên bộ thông tin truyền thông, gửi lên ban tuyên giáo. Khi các cơ quan đó yêu cầu chúng tôi báo cáo, chúng tôi sẽ làm báo cáo bằng văn bản đàng hoàng. Nhưng tôi lại nói lộn lại này, các anh là một báo của một người cao tuổi, các anh không quyền thì nói bà Điền, mà không quyền thì nói là người trao tâm hiểu chứng minh tôi. Đúng không? Không hiểu. Chắc là không hiểu chức năng, chức năng là nói láo. Rõ ràng là không đưa 500, không nhìn thấy. Không có bằng chứng. 500 không sai. Không nhìn thấy. Đấy là cái sai. Đây là không trao đổi với tờ báo. Không trao đổi về cái vấn đề vi phạm này. Tôi đồng ý với thầy nghe. Vâng. Và bà Điền, các bác nói với bà Điền là có thể gửi đơn về nội dung đó. Không, bà Điền bác không phải. Nếu không đúng. Anh ơi, các bác trao đổi về cái tờ báo. Cái phần này này, riêng cái phần này tôi nói có một chuyện này vừa rồi anh bảo là sai lầm, quá sai lầm. Đây là, đạo. Chính vì thế trên trong đầu tờ báo của anh đã nêu, nhé, trong vài đệ tử đi tâm sư học đạo, quá lầm rồi, sai lầm lớn trẻ em ơi. Đấy là những từ ngữ của chết anh. Chết rồi đấy, nhé. Anh biết sai. Trên bà Điền không có đạo, mà cũng không có tôn giáo đạo giáo ở đây. Tất cả những người lên đấy là chỉ vì trời cứu được bác như tôi 5 năm rời củ kiểu rồi. Tôi lên đấy không ai dùng đệ tử để làm cái vền đó mà không có đệ tử bạn nhé. Thì đây không phải là đạo. Thì các anh nhớ điều đó quá sai lầm. Thì chính bản thân tôi là tôi muốn đến gặp trực tiếp các anh để tôi bàn rõ cụ thể lại. Thì các anh không ra cái báo số 26 nữa thì không đến mức độ này. Có phải không? Đấy tôi nói như thế. Cái thứ hai, báo viết rất nhiều cái sai. Trên điện hoàng Thiên Long đó thì có tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái thứ hai, cái nhiều còn rất nhiều đây rồi. Tôi xem là đánh dấu hết nha. Tất cả những người sai này tôi sẽ có bằng chứng hết. Thế thì tại sao người thật biệt tử cái lại không cần gặp? Mà tôi cho tôi nói hôm nay tôi nói xin phép cả nhà nhá. Tờ báo này có mặt trái của một tờ báo, viết có mặt trái của tờ báo. Không bao giờ phóng viên đi viết đầu tiên mở bài một cái này. Đây là khinh rẻ của con người. Các nơi điện tử kia khác có nhiều phật tử chắc là nó vai. Nhưng trên bà Điền này thì có điện tử là toàn những người chết rồi về đấy để phục vụ dân thôi. Cứ không phải phục vụ bà Điền. Bác cũng là nặng tới chủ mưu đấy. Thế thì bà nói thế cũng là nặng tới chủ mưu đấy. Cái này là không, tôi được gọi anh cứ nói đi nhá. Thế tôi nói là này. Đây là tôi ơn. Bác nói như thế là chủ mưu đấy. Không không, tôi ơn đấy là ơn người đã cứu sống mà không phải bà Điền. Mà chính phụ đây cứu chúng tôi, chúng tôi thờ cũng như ở đây các anh đã có một lá cờ và treo bản bác thì có lên gương thật, chúng tôi vãi cục, vãi cục tòa báo ở đây đã làm nhưng lại chưa làm tròn những thế thì chúng tôi ở nhà cũng thờ cờ treo bản bác tổ tiên, chúng tôi không phải đi cúng bái ở đâu, bớt được tất cả những đây thôi, từ đây thì các anh sẽ tham khảo thông tin sau đó như thế nào. Tôi không nói nhiều quá nhiều mất thời gian thì các anh hiểu rằng là không phải là thời hiện thực. Thế thì các anh nhớ là lên tham khảo hết rất nhiều thư từ của các bạn. Thế như này, thế thì tôi nói bây giờ chúng tôi là ngày hôm nay là ngày mà tôi phải ra báo và chúng tôi rất là bận. Thì bây giờ có những việc các bác cũng đã nói rồi và chúng tôi cũng đã giải thích rồi. Như hôm nay tôi cũng đã nói đấy.
thì chúng ta cứ tuân thủ theo đúng pháp luật. Bây giờ có gửi đơn và xin các chị, các chị một cái tờ giấy đã nhận đơn của tôi, thế là rất ngắn gọn. Nhưng mà này là chúng ta nói về anh chị. Thế các bà quan các tỉnh cái có đơn thì chúng ta là tình cảm nó trao đổi. Học hỏi lẫn nhau, người già học người trẻ, người trẻ học người già trong cái việc làm. Thế thì cho anh em tôi cứ trao đổi mặt đảm lúc nữa. Đấy, thì cho nó thoải mái đi. Bây giờ bà con đi làm cho trong đi. Và cho biết sớm một ý kiến nhá. Em có một tí ý kiến rất là hay đó chị, về những tờ báo như này. Thì em có một tí ý kiến bởi vì em rất là xa xôi đến đây mà. Thì như này này, thực tế mà nói về cái việc tâm linh thì chắc chắn là các anh các chị thấy nó rất là một cái gì đó các anh các chị không tưởng tượng được. Nhưng chính tôi là một con người, tôi cũng là giáo viên nghỉ hưu. Nhưng mà tôi thì nói thế này các anh các chị thì cũng có thể là không tin tôi. Nhưng tôi từ lúc 7-8 tuổi, tôi đã được bố tôi nói về con đường sống trạng này đấy. Nói rất rõ, nói tất cả mọi vấn đề mà khi tôi về năm 2010, tôi biết được Điện Hoàng Thái Long và tôi đến đây, tôi tìm được ra con đường này. Có thể cán bộ công an tỉnh hỏi tôi vì sao chị có niềm tin. Tôi có niềm tin bởi vì điều thứ nhất các cụ vẫn nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Ngày hôm nay cái gì nó đã hết hàng thì đền chùa đã rút lõi, không còn Phật ngự nữa, Phật phải ngự về tại gia. Một niềm là tôi tin yêu như thế. Một điều thứ hai là tôi tin yêu là sau này đất nước Việt Nam phải thu về một mối. Việt Nam có một đảng lãnh đạo mà bây giờ có một câu là hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý Hàm Giang không còn. Thế cho nên từ những bài học đó mà để chúng tôi đúc kết lại, chúng tôi có cái niềm tin mà chúng tôi chọn đúng một con đường. Thì tôi chỉ nghĩ là cái gì nó không có phải đi tìm. Cũng như thế kỷ 20, bao nhiêu thế kỷ đất nước Việt Nam đủ các tiền bối đi tìm đường cứu nước, rồi bác ra đi tìm đường cứu nước. Bác cũng không hề xin phép ai, mà ai công nhận cho bác thì bác ra đi. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi cũng ra đi. Chúng tôi cũng là những người tiên phong đi đầu để tìm cái mà Việt Nam mình không có. Tôi cũng được cán bộ hỏi tôi vì sao Việt Nam có rất nhiều đạo mà các chị không theo. Thế tôi hỏi là cái đạo Phật bắt nguồn từ đâu? Thế các anh bảo nước ngoài. Thiên Chúa giáo bắt nguồn từ đâu? Nước ngoài. Tiên lành bắt nguồn từ đâu? Nước ngoài. Thế cái gì Việt Nam mà không có, mình phải đi tìm. Mình phải đi tìm tại sao đường Trần mình đã giành độc lập tự do mà đường âm mình phụ thuộc. Bây giờ các anh các chị nhớ là người chết đi không bao giờ hết. Vẫn có một thế giới tâm linh song hành với chúng ta mà bác còn sống mãi đời đời trong sự nghiệp của chúng ta. Cho nên cái thế kỷ 21 này nó là thế kỷ của tâm linh. Nó sẽ có cái thật và cái giả. Con đường của chúng tôi đi cũng có cái thật và cái giả. Người ta bảo một thật chín giả con ơi. Một thật chín giả con thời phải phân. Cho nên rằng là chúng tôi cũng rất mong nếu như các anh các chị và các ban ngành có cái tâm lòng yêu nước thì các anh các chị sẽ tìm hiểu để lặn ra cái giả. Chúng tôi rất đang cần thiết là lọc ra cái giải để tìm đúng một cái thật để lon sâu Việt Nam thu về một mối. Và ta giải phóng được đường Trần và giải phóng được âm để cho đất nước của chúng ta đúng như mong muốn của bác là có một đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc. Mà ngày hôm nay bác đã khai sinh ra đất nước Việt Nam từ năm 1945 nhưng mà chúng ta thấy đất nước chúng ta đã được hưởng cái độc lập, tự do và hạnh phúc này hay không? Hay là bây giờ nó quá nhiều bê bối? Thì các anh các chị phải hiểu cái bê bối này ở đâu? Bê bối là lòng âm các anh các chị ạ. Nó có 9 tầng ở lòng âm, chỉ có một tầng lòng trần thôi. Thì tôi cũng nói như thế thôi nhá. Thì mong các anh các chị rất là thông cảm, tìm hiểu. Đừng có cười hay là giễu cợt chúng tôi là các con người mê bối. Mà chúng tôi cái gì không có chúng tôi đi tìm, tôi xin hết. Cái gì nó thuộc về tâm linh là đúng rồi, không bao giờ giễu cợt. Vâng. Nếu chúng tôi có tin hay không tin thì đấy là việc của chúng tôi, còn việc của các anh các chị chúng tôi vẫn tôn trọng. Vâng. Thế nhưng mà chị nói cho thế, tôi mới nói một câu như thế này. Thôi, việc này, tôi sẽ làm này. Vâng. Quyền tự do tín ngưỡng của tôi thì các anh các chị nếu như không được bây giờ chúng ta cứ tranh cãi thì các chị nói sai như vậy. Đảng Thế Long là động hết đến chúng tôi rồi, động hết đến chúng tôi rồi, chúng tôi phải nói đúng không? Rồi, được thôi này. Nếu như các bác ấy cảm thấy rằng còn có gì cấn cá thì chúng ta thống nhất với nhau thế này. Chúng ta làm một cái biên bản ngắn ngắn. Vâng. Ghi nhận cái buổi đấu này. Đúng không? Đấy. Đấy. Ghi nhận cái buổi đấu này. Nhờ anh ghi hộ. Hai bên. Vâng. Được rồi. Tất bên tôi sẽ ghi. Vâng. Nhá. Bên tôi sẽ ghi. Ngọc Anh. Và đã nhận được. Thế để cho nó, chúng tôi sẽ báo cáo lại và làm việc với các cơ quan có liên quan. Ví dụ như là cái thông tin mà anh đưa ra là anh Nguyễn Hồng Điệp, hình như đại tá đúng không ạ? Nguyễn Hồng Điệp là ban phó cho cục 1 đúng không ạ? Không, tôi chẳng biết cục chiều thế nhờ anh biết chúng tôi. Ai là anh rồi đấy, thì chúng tôi sẽ làm việc lại. Vâng, anh nhưng mà đến cho anh Nguyễn Hồng Hòa ở ngoài ban tôn giáo của những cái thông tin đó là những thông tin rất rất đáng để chúng tôi có thể chúng tôi sẽ làm việc. Anh có cần chiếc điện thoại của anh như thế?